Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tôi cùng các bạn sẽ cùng nhau đi giới thiệu cho các bạn. Tôi là Đức Anh ở bên Madam Bắc Ninh nhé. Chị sẽ cùng mọi người đi giới thiệu một trong những siêu phẩm SUV 7 chỗ Mazda CX-8 được ra mắt vào 2022, là phiên bản mới nhất của dòng Mazda. Đó, thì ở cái phiên bản Mazda 2022 này là cái bản mới được ra mắt, cách đây được khoảng một tháng thôi. Thì có rất là nhiều sự nâng cấp đáng kể cho mọi người nhé. Thứ nhất là bản này sẽ được nâng cấp, thứ nhất là mặt ca lăng này đấy, mặt ca lăng thế hệ mới này đó, dạ vâng. Thứ hai là sẽ được trang bị thêm là hệ thống cửa sổ trời nhé mọi người nhé. Ở phiên bản này đấy thì nhiều người đã được trang bị hệ thống cửa sổ trời rồi đó. Và ngoài ra thì sẽ được ở cái phiên bản mới này thì sẽ được trang bị thêm nữa là Apple CarPlay không dây này đó, một loạt tính năng mới trang bị cho mọi người. Thì ở cái phiên trong cái phân khúc SUV 7 chỗ này thì CX-8 là một trong những mẫu xe mà lớn nhất này, rộng nhất này và dài nhất, cao nhất luôn so với cả Sorento và Santa Fe. Đó. Thì hiện tại này thì chúng ta đang được ở đây, đang được cùng tôi và mọi người đang được xem là cái phiên bản này, phiên bản Luxury, là cái phiên bản trung cấp nhé, là đã được trang bị đầy đủ hết rồi, từ cảm biến trước này cho đến cảm biến sau này, là toàn bộ được trang bị đầy đủ hết. Ở cái phiên bản mới này thì được nâng cấp rất là nhiều và đang có chương trình ưu đãi rất là lớn cho khách hàng tùy từng phiên bản. Và nếu mà khách hàng lấy trong thời điểm này ấy, thì sẽ được tặng một loạt các cái gói phụ kiện của hãng và được tặng thêm một loạt cái gói nâng cấp của bên nhà máy nữa cơ. Đó, thì nếu mà bạn nào có nhu cầu về cái dòng xe mới này bên mình thì có liên hệ ngay cho mình nhé, để chúng ta thể xem xe này và trải nghiệm. Đây tôi sẽ đi qua với các bạn một vòng ngoại thất. Ở cái phiên bản mới này thì nâng cấp rất là nhiều thứ mọi người ạ. Đây, hệ thống bô này, đuôi rất là lì luôn. Đó. Xe được trang bị nội thất da Nappa nhé mọi người nhé. Đây, tôi sẽ đi vào cho mọi người xem. Toàn bộ là hệ thống, là nội thất da Nappa này, rất là sang trọng, mềm mịn và sạch sẽ. Đấy. Ở đây được trang bị cả hệ thống Apple CarPlay không dây này, sạc không dây này, sưởi vô lăng này, đấy, cửa sổ trời này, đó, và được trang bị cả sấy gương nữa trong những trường hợp mà mưa này, mưa ướt. Đó. Xe thì còn được trang bị cả đa cốp thông minh nữa cơ mọi người ạ. Đấy, ở cái phiên bản Mazda CX 2022 này thì được trang bị rất là nhiều. Nói chung là nó sẽ có cái sự nâng cấp so với cả bản 2021 cũ ấy, là khoảng 15 thứ cơ, 15 tính năng. Và cùng với đó là một loạt các cái hệ thống công nghệ mới nữa. Đó. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu hay là cần tìm hiểu kỹ về dòng xe này cũng như là chương trình và giá bán trong tháng 6 thì có gì sẽ liên hệ trao đổi với mình nhé. Hiện tại chương trình vẫn đang kéo dài đến tận tháng 7 cơ. Đó. Xin chào tất cả mọi người nhé.